Võ Hoàng Yến bị mỉa mai cả đời không thể là hoa hậu. Màn đáp trả thẳng thắn của Võ Hoàng Yến nhận được nhiều sự đồng tình từ dân mạng. Mới đây, bài đăng về Võ Hoàng Yến trên fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từ năm 2013 bất ngờ hot trở lại. Theo đó, một dân mạng bất ngờ để lại bình luận dưới bài đăng này: cà khịa danh xưng á hậu của chân dài 8X. Một lần làm á hậu thì cả đời chỉ là á hậu chứ có được hoa hậu đâu. Người này chê bai. Trước bình luận kém duyên và có phần tối nghĩa, Võ Hoàng Yến đáp trả: mình đâu có đòi làm hoa hậu, ngộ ha. Màn đáp trả thẳng thắn của Võ Hoàng Yến nhận được nhiều sự đồng tình của netizen. Ai nấy chỉ trích dân mạng kém duyên. Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, được biết đến khi giành giải Siêu mẫu Việt Nam 2008. Cuối năm, chân dài 8X đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Năm 2009, Võ Hoàng Yến đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe 2009, xong trắng tay ra về. Sau nhiều thăng trầm, sự nghiệp, chân dài họ Võ trở lại mạnh mẽ. Trong nhiều năm qua, trở thành cái tên đình đám tại làng thời trang Việt. Ngoài ra, nàng hậu còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo quyền lực tại sân chơi về người mẫu, hoa hậu. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa qua, Võ Hoàng Yến cũng là một trong những giám khảo của cuộc thi